Ngôi nhà bị cháy làm 3 người tử vong ở huyện Hoài Đức, Hà Nội vào sáng ngày 19 tháng 7, có lối ra vào duy nhất bằng cửa cuốn. Đến sáng ngày 19 tháng 7, đám cháy tại cửa hàng xe máy điện Ánh Dương mặt đường Ngãi Cầu trên địa bàn xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã được dập tắt. Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn làm 3 người tử vong. Hai bên cửa hàng xe điện này là các hộ bán đồ thể thao, vàng bạc, đồ ăn theo hướng gió, tầng hai lập tôn của cửa hàng bánh xèo bên trái cũng bị lửa cuốn vào, gây hư hỏng nặng. Theo lời kể của hàng xóm, gia đình nạn nhân có 5 người. Đêm qua cả nhà đi ăn tiệc, khi trở về thì hai bé trai sinh đôi được gửi để ngủ lại nhà bà nội. Nhà chỉ còn vợ chồng nạn nhân và con gái 7 tuổi. Mặt bằng rộng khoảng 120 m2 được gia đình nạn nhân thuê kinh doanh đã lâu, chỉ có một lối ra vào là cửa cuốn ở chính diện. Đây có thể là nguyên nhân dẫn tới những người trong nhà không thể thoát ra ngoài. Theo mô tả của hàng xóm, đám cháy xảy ra lúc rạng sáng không có bất cứ tiếng nổ nào mà chỉ có khói và lửa nghi ngút thoát ra ngoài. Những người quanh đó cho biết, chủ nhà mới nhập hàng về để chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại của học sinh năm học mới sắp tới.